Chào mừng bạn đến với kênh YouTube của chúng tôi. Bạn đang tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ và đầy hứng khởi trong thế giới của xe hơi. Hãy cùng chúng tôi khám phá chiếc Volkswagen Teramon X 2024, một biểu tượng của sự hiện đại và tiện nghi đỉnh cao trong phân khúc SUV. Đắm chìm trong sự độc đáo, với thiết kế coupe đầy mê hoặc, Teramon X không chỉ là một chiếc xe, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật di động. Tích hợp các chi tiết nổi bật như la răng sơn đen bóng và gói thể thao L-Line, Teramon X đem lại vẻ đẹp thể thao và sang trọng không giới hạn. Trải nghiệm tiện nghi hoàn hảo. Bước vào bên trong, bạn sẽ được đắm chìm trong không gian nội thất rộng rãi và tiện nghi hiện đại. Ghế bọc da phối màu, đèn LED nội thất đa màu, màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch và hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm lái xe không thể quên. Sức mạnh và linh hoạt. Với động cơ xăng 2.0 TSI tăng áp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4 Motion và hộp số ly hợp kép 7 cấp, Teramon X sẽ đưa bạn khám phá mọi địa hình một cách mạnh mẽ và linh hoạt. An toàn tuyệt đối. Volkswagen luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu, và Teramon X không phải là ngoại lệ. Với các tính năng như cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh tự động và camera 360 độ, chiếc xe này cam kết bảo vệ bạn và gia đình mỗi khi ra đường. Hãy tham gia vào hành trình cùng chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ với bạn những thông tin và trải nghiệm tuyệt vời về Volkswagen Teramon X 2024. Hãy nhấn nút đăng ký và theo dõi kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin mới nào về thế giới xe hơi đầy phấn khích này. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi, và hãy cùng nhau khám phá thế giới của Teramon X. Đánh giá Volkswagen Teramon X 2024, kết hợp sự hiện đại và tiện nghi. Volkswagen Teramon X 2024 là một biến thể coupe của mẫu SUV Teramon, phát triển trên hệ thống khung gầm MQB Evo thế hệ mới. Xe nổi bật với ngoại hình thể thao, trẻ trung và hiện đại cùng với những trang bị tiện nghi và tính năng an toàn đỉnh cao. Hãy cùng điểm qua những điểm nổi bật của chiếc xe này. Với kích thước 4917x1989x1781mm và trục cơ sở 2980mm, Teramon X mang lại vẻ ngoại thất thể thao và mạnh mẽ. Điểm đặc biệt là sự kết hợp giữa các chi tiết sơn đen bóng và mạ chrome sáng màu tạo nên sự sang trọng và mạnh mẽ. Bản Platinum trang bị gói thể thao L-Line, đặc biệt là la răng 21 inch sơn đen bóng, tạo điểm nhấn mạnh mẽ. Nội thất và tiện nghi, sự thoải mái và hiện đại. Nội thất của Teramon X rộng rãi và tiện nghi. Bản Platinum được trang bị ghế ngồi bọc da phối hai màu tương phản, đồng hồ kỹ thuật số 10,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch, hệ thống âm thanh 12 loa kết hợp công suất 700W và cửa sổ trời toàn cảnh, mang lại trải nghiệm lái xe tốt nhất. Di chuyển vào bên trong, nội thất của Teramon X 2024 gây ấn tượng với đường nét khoáng đạt, năng động, hiện đại và sang trọng. Các trang bị nội thất nổi bật gồm có đồng hồ kỹ thuật số 10.3 inch đa sắc màu, lựa chọn 3 giao diện khác nhau, 30 màu nền, đèn viền trang trí nội thất Ambient Light lựa chọn 30 màu sắc, khu vực điều khiển trung tâm thiết kế lớn với công tắc chuyển số điện tử nhỏ gọn và sang trọng, vô lăng thể thao L-Line 3 chấu bọc da, viền trang trí màu đỏ. Màn hình đa chức năng 12 inch, kết hợp các chức năng giải trí và điều khiển cài đặt các hệ thống trên xe. Điều khiển bằng cảm ứng hoặc cử chỉ Gesture Control. Kết nối Apple CarPlay, Bluetooth, USB. Hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon 12 loa. Hệ thống điều hòa nhiệt độ tự động 3 vùng Climatronic với chức năng lọc bụi mịn PM 2.5. Hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng, đệm hơi tựa lưng chỉnh điện 4 hướng, ghế lái có nhớ 3 vị trí, hàng ghế trước có làm mát và sưởi ấm. Hàng ghế sau có cửa gió trung tâm, cửa gió dưới sàn xe, chức năng sưởi ấm và cổng sạc riêng. Teramon X được trang bị động cơ xăng 2.0 TSI sinh công suất 220 mã lực, mô men xoắn 350 Nm. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4 Motion kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp, giúp xe vận hành mạnh mẽ và linh hoạt trên mọi địa hình. Hãy cùng chúng tôi chi tiết hơn về phần động cơ và vận hành của chiếc xe này. 1. Động cơ tăng áp. Teramon X được trang bị động cơ xăng 2.0 TSI tăng áp với dung tích động cơ là 1984 cm³. Động cơ này không chỉ mang lại sức mạnh mạnh mẽ với công suất tối đa lên đến 220 mã lực mà còn cung cấp mô men xoắn tối đa 350 Nm. Điều này cho phép chiếc xe thể hiện hiệu suất vận hành ấn tượng trên mọi loại địa hình và trong mọi điều kiện lái xe. 2. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Với hệ thống chuyển động 4 bánh toàn thời gian 4 Motion, Teramon X đảm bảo sự ổn định và kiểm soát tuyệt vời trên mọi loại đường.
Điều này không chỉ tạo điều kiện an toàn hơn khi lái xe trên các địa hình khó khăn mà còn mang lại sự tin cậy cho người lái trong mọi tình huống. 3. Hộp số ly hợp kép 7 cấp. Teramon X được trang bị hộp số ly hợp kép 7 cấp, giúp chiếc xe chuyển động mượt mà và hiệu quả. Hộp số này cung cấp các chế độ lái khác nhau như Eco, Comfort, Sport, Custom, Off-Road, Off-Road Custom và Snow, cho phép người lái lựa chọn theo sở thích và điều kiện đường đi. 4. Trợ lực lái biến thiên theo tốc độ. Hệ thống trợ lực lái Servotronic biến thiên theo tốc độ giúp chiếc Teramon X dễ dàng điều khiển ở tốc độ thấp và đáp ứng nhanh chóng ở tốc độ cao. Điều này tạo ra trải nghiệm lái xe mượt mà và thoải mái hơn trong mọi tình huống. 5. Tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Teramon X tuân thủ tiêu chuẩn khí thải Euro 5, đảm bảo sự bảo vệ cho môi trường và sức khỏe con người. Điều này là một minh chứng rõ ràng cho cam kết của Volkswagen đối với việc sản xuất xe hơi bền vững và thân thiện với môi trường. Các tính năng an toàn mà Teramon X mang lại để đảm bảo sự an tâm cho người lái và hành khách. 1. Gói ADAS tiên tiến. Teramon X được trang bị gói ADAS, Advanced Driver Assistance System, với các tính năng cảnh báo va chạm sớm, hỗ trợ phanh tự động, hỗ trợ chuyển làn đường, ga tự động thích ứng và đèn chiếu sáng thông minh. Nhờ vào các công nghệ này, Teramon X giúp người lái tránh được các tình huống nguy hiểm và giảm thiểu nguy cơ va chạm. 2. Camera 360 độ. Với hệ thống camera 360 độ, Teramon X cho phép người lái quan sát môi trường xung quanh xe một cách dễ dàng và chi tiết. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ va chạm khi đỗ xe mà còn tạo ra trải nghiệm lái xe an toàn hơn trong mọi tình huống. 3. Hỗ trợ đỗ xe tự động. Tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động của Teramon X giúp người lái thực hiện các thao tác đỗ xe một cách dễ dàng và an toàn. Hệ thống này sẽ tự động nhận diện và điều chỉnh hành trình của xe để đảm bảo việc đỗ xe được thực hiện một cách chính xác và an toàn. 4. Túi khí và hệ thống phanh an toàn. Teramon X được trang bị đầy đủ túi khí, bao gồm túi khí cho người lái, người ngồi phía trước, người ngồi phía sau và cả túi khí bên hông. Ngoài ra, hệ thống phanh ABS, chống bó cứng phanh và EBD, phân phối lực phanh điện tử, giúp tăng cường khả năng kiểm soát và tránh va chạm. 5. Các tính năng bảo vệ khác. Teramon X còn được trang bị các tính năng như cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảm biến áp suất lốp. Tất cả những tính năng này đều nhằm mục đích tăng cường an toàn cho người lái và hành khách. Hãy cùng tham gia vào cuộc hành trình an toàn cùng Teramon X. Với các tính năng an toàn tiên tiến và đa dạng, Volkswagen Teramon X 2024 cam kết mang lại trải nghiệm lái xe an toàn và tin cậy nhất cho người lái và hành khách. Hãy cùng tham gia vào cuộc hành trình an toàn này và khám phá sức mạnh của Teramon X. Đừng quên đăng ký và theo dõi kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin mới nào về thế giới của Volkswagen Teramon X 2024. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi.